Đặc biệt là sự hiện diện của tất cả quý vị trong ngày hôm nay, chúng ta cùng cho tổng biên tập báo Việt Báo chúng ta là chị Phạm Quỳnh Nga và tất cả chúng ta một tràng pháo tay được không ạ? Vâng, xin cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị rất nhiều. Tôi thấy rằng thì những tình cảm của quý vị, của các hội đoàn, của các doanh nghiệp và cá nhân luôn luôn đồng hành cùng với Việt Báo chấm đất e cũng như luôn luôn đồng hành với chị Phạm Quỳnh Nga, đó là những tình cảm mà quý vị đã giúp sức cho chị Quỳnh Nga có những năng lực, có những hoài bão cũng như có những đam mê của mình thành công hơn nữa. Vâng, thưa tất cả quý vị, và ngay bây giờ tôi xin được trân trọng mời lên sân khấu tham tán ông Phạm Hoàng Tùng, đại diện cho Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, trở về sân khấu để chia sẻ những tình cảm đặc biệt nhất với chị Phạm Quỳnh Nga và với tất cả quý vị quan khách. Xin được trân trọng kính mời ông. Thưa tất cả các quý vị tham dự cái buổi lễ kỷ niệm 5 năm Việt Báo đây. Trước hết xin chúc mừng chị nhà báo Phạm Quỳnh Nga, xin chúc mừng báo trang báo Việt Báo chúng em. Qua 5 năm thì nhà báo đã có những phát triển rất là tích cực và có rất nhiều thành quả ghi nhận. Chúng tôi quan sát thì thấy là có rất nhiều cái tin bài phóng sự rất là kịp thời, đa dạng của bà con, các hoạt động của cộng đồng sống sức hòa nhập của bà con làm xã hội sở tại chúng tôi ghi nhận rất là thường xuyên và cập nhật và ngày càng đa dạng phong phú. Thứ hai là báo trở thành một kênh thông tin rất là quan trọng cho cộng đồng, cái sự ủng hộ cao của bà con. Và trong cái thời gian vừa qua thì chị Quỳnh Nga không chỉ đưa tin một cách đi Đức mà còn những cái tin tức lân cận thì chị đã giới thiệu. Bên cạnh đó thì bên cạnh cái vai trò là tổng biên tập thì chị Quỳnh Nga tích cực tham gia vào các công tác của hội đoàn, công tác cộng đồng và tích cực hỗ trợ đại sứ quán trong các hoạt động. Và tôi hy vọng rằng với cái nhiệt tình, cái đam mê của mình, xin cũng như sự ủng hộ của bà con, của cộng đồng, của các doanh nghiệp, của các hội đoàn, chúc chị Nga tiếp tục cái con đường đam mê của mình, chúc báo Việt Báo Nga Trang, Việt Báo Sơn Đe tiếp tục những cái thành công và phát triển như những tiêu chí chị đề ra. Để ghi nhận những đóng góp của chị Phạm Quỳnh Nga trong công tác cộng đồng cũng như là công tác của đại sứ quán, hỗ trợ hoạt động của đại sứ quán, thì đại sứ quán đã có đại sứ Minh Vũ đã trao tặng có cái giấy khen cho chị Quỳnh Nga đối với những cái hoạt động của chị đối với công tác cộng đồng cũng như công tác của đại sứ quán. Vâng, xin cảm ơn ngài tham tán Phạm Đình Tùng rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bằng khen cũng như là một sự động viên của đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức dành phần thưởng cho tổng biên tập báo đó là chị Phạm Quỳnh Nga, luôn luôn là một ngọn lửa tiếp sức cho chị, dồi dào sức khỏe và đặc biệt rằng luôn luôn có nhiều năng lượng để viết những bài báo hay hơn nữa trong cộng đồng của mình. Vâng, tôi xin cảm ơn chị, chúc mừng chị và xin được thay lời tổng biên tập báo chị Quỳnh Nga cảm ơn ông rất nhiều và xin chúc cho ông cùng gia đình có một cuộc sống thật sự vui vẻ, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Vâng, thưa các quý vị khách quý, tôi nghĩ rằng thì có mặt tại hội trường hôm nay có rất nhiều các hội đoàn, các cá nhân, chúng ta rất có nhiều điều muốn nói để cùng chúc mừng cho chị Quỳnh Nga 5 năm hoạt động và phát triển của Việt Báo chấm đất e. Nhưng về thời gian có hạn cho nên tôi xin mời một vị đại biểu, một vị khách rất là thân với lại Việt Báo chấm đất e, đó là thầy Thích Thông Đạt, trụ trì chùa Phúc Lâm tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và thầy cùng các bạn tại đây để cùng chia sẻ với Việt Báo chấm đất e cũng như chia sẻ với tất cả quý vị. Vâng, thưa tất cả quý vị quý, trong 5 năm qua hầu như năm nào thầy cũng dành một thời gian, đó là thời gian quý báu, thời gian vàng ngọc của mình để đem đến những tình cảm đẹp nhất cho chị Quỳnh Nga cũng như cho Việt Báo chúng em. Và hôm nay tôi nghĩ rằng thì con nghĩ rằng là trên sân khấu này thì thầy cũng rất muốn chia sẻ những cái gì đấy với anh chị trong bước đường tiếp theo. Xin mời thầy. Xin được
Kính thưa nhà báo Phạm Quỳnh Nga, kính thưa ngài tham tán Phạm Hoàng Tùng, kính thưa bí thư cô Dương Việt Thắng, kính thưa chị vị khách quý trong khán phòng ngày hôm nay. Hôm nay thì Thông Đạt lại một lần nữa rất vinh dự được nhận lời mời của nhà báo Phạm Quỳnh Nga và cũng là Phật tử Quảng Huệ Châu đến đây để chung vui lễ kỷ niệm 5 năm Việt báo đã hoạt động. Đây là một trong những cái niềm vui của vinh dự của thầy đối với Quảng Huệ Châu. Kính thưa quý vị rằng là đã được cô Quỳnh Nga nhắn gửi rằng là xin thầy cho con một nhận xét nhỏ, một nhận xét, một đánh giá nhỏ. Kính thưa quý vị rằng là trước khi nhận xét đánh giá thì thầy thấy rằng hôm nay chúng ta có hơn 300 quý vị khách quý là những vị lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo các hội đoàn, lãnh đạo các công ty đầu ngành đã có mặt trong đây, và không phải chỉ trong nước Đức mà có các vị lãnh đạo ở nước ngoài nữa. Sự hiện diện quý vị đã đánh giá rất cao của cô Phạm Quỳnh Nga và Việt báo trên đề. Và một điều đặc biệt nữa là tất cả những món quà thật đẹp, những lá hoa tươi thắm, những tấm thịnh tình của quý vị đã đánh giá rất cao trang Việt báo.de nói riêng và cô Phạm Quỳnh Nga. Đó là một trong những điều mà thầy Thông Đạt ngồi đây cảm thấy hạnh phúc khi mọi người đã rất là trân trọng, ưu ái cho nhà báo Phạm Quỳnh Nga và trang Việt báo của cô. Kính thưa quý vị rằng là trong 5 năm hoạt động, thầy Thông Đạt cũng là một khán giả của trang Việt báo và cũng cảm nhận được cô có năng đức tính rất là tiêu biểu, mà trong đó có hoạt động của báo chí. Thứ nhất là cô là một nhà báo rất tận tụy. Thưa quý vị rằng là thầy Thông Đạt đã từng làm việc cùng với cô ở nhiều sự kiện và thấy rằng cô sau khi chụp ảnh, sau khi đăng quay phim xong, bất kỳ ở đâu cô cũng có thể thức trọn đêm đó để lập tức đăng ngay trang tin và tả hết tất cả ảnh lên. Nếu quý vị thấy đúng xin cho đầu tay ạ. Đó là đức tính đầu tiên, đức tính tận tụy. Đức tính thứ hai là đức tính đảm đang. Và đức tính đảm đang này thì quý vị cũng đã thấy rằng không có trang báo nào chỉ có một mình tổng biên tập và toàn bộ quân sĩ đều là một mình. Và cô ấy đã đảm đang, đã đi khắp nơi trong nước Đức, ngoài nước Đức, các nước châu Âu. Đó là một người phụ nữ rất dũng cảm. Đúng vậy không quý vị? Đó là đức tính thứ hai. Và đức tính thứ ba của cô Phạm Quỳnh Nga đó là nhanh, ở đâu cũng có mặt cô, phủ sóng toàn cầu. Đúng rồi không ạ? Nhanh. Và điều thứ tư đó là chuẩn xác, hay còn gọi là trung thực. Đó là một trong những đức tính rất đặc biệt của báo giới, của báo chí. Đó là đưa đầy đủ tất cả nội dung cần đưa, không thêm, không thiếu. Đó là một trong những đức tính mà thầy Tân Đạt cảm thấy rất tuyệt vời ở trang báo của mình. Và để hội tụ bốn cái điều vừa rồi thì phải nói cô là một nhà báo có tâm mới làm được điều này. Bởi vì cô rất có hiếu. Nếu quý vị đã xem trang báo của cô rất nhiều lần, cô đưa hình ảnh mẹ của cô lên rất gần gũi và đời thường. Và một người con hiếu thảo bao giờ cũng có tâm với đời. Cảm ơn tất cả quý vị khách quý ở đây vô cùng quý báu, đã rất trân trọng một con người có đầy đủ năm đức tính như vừa rồi thầy Tân Đạt nhận xét. Và xin lần nữa được vui mừng chúc mừng cho nhà báo Phạm Quỳnh Nga, Phật tử Quảng Huệ Châu nhiều sức khỏe, tiếp tục con đường 10 năm, 20 năm và lâu hơn nữa. Cảm ơn. Thưa sư phụ, và con mãi mãi là con ạ, cảm ơn.